quyển này đọc bánh cuốn thật. Ừ, kể cho tớ nghe coi. Khoan, đúng là cậu rồi kìa. Daddy hả? Trời ơi, lâu lắm rồi ý. Quán này được đó nha. Đồ dễ thương phết đấy chứ. Ủa ơi, nhìn cái túi hiệu kia kìa. Ôi mẹ ơi, cái túi sách đó đẹp ngất ngay con gà Tây luôn. Ôi, không, đứng hòng. Nhanh nào, của tôi. À thế à? À thế làm sao mà à? Tôi thấy trước ok. Của tôi rồi, bye bye nhá. Đời đúng là không công bằng. Đi thôi. Nhưng con thích bộ Lego này lắm mẹ ơi. Khoan, cho mẹ xem cái hộp nào. Mẹ biết phải làm gì với cái này rồi. Đi thôi. Bắt đầu với nền như thế này, rồi thêm từng khối lên trên này. Chọn màu khác nhau nhé. Giờ tạo thêm vài hình nữa. Đã đến lúc lắp chúng vào với nhau rồi. Giống như túi sách luôn. Lấy thêm các mảnh này. Phun keo nóng ở rìa. Và dán một cái giải nỉ dài lên đó. Nó sẽ giúp chúng ta gập hai mảnh lại. Vậy thôi à, thấy không? Nó sẽ che phần thân của cái túi. Và đừng quên dây xích nha. Nó khớp vừa vặn phần Lego hai bên này. Xong rồi. Cái túi đẹp quá trời quá đất đó của nhãn nào vậy? Mình chưa bao giờ thấy cái túi nào xinh như thế luôn á. Là bà chị trong tiệm hồi nãy đấy mà. Liệu chị ấy có chịu đổi với mình không ta? Buồn làm gì em gái ơi. Tối thứ bảy mà thiếu chuyện của bà là không được đâu. Bà còn giữ những thứ này luôn này. Mình còn nhớ món quà này, tuyệt thật đấy. Lại quảng cáo nữa. Bà tua nhanh đây. Rõ ràng mình để điều khiển ở đây cơ mà. Sao nó chạy ra kia được cơ chứ? Lại phải nhấc mông dậy rồi. Bà ơi, bà có sao không ạ? Bà đã sống sót qua hai cuộc chiến đó nha. Nhưng cái đèn thì tiêu tùng rồi. Đèn yêu quý ơi. Hả? Bà thích cái đèn ấy ạ? Còn rất tiếc ạ. Mà có lẽ còn có cách đấy bà. Đấy, tụi mình cứ xây lên là được. Ghép tiếp vào các rìa cho cao thật cao nhá. Đừng lo, không lâu nữa đâu. Nhớ gắn chặt cả miếng với nhau nhá. Sao bà lại long ngóng thế cơ chứ? Con đang cầm cái gì đấy? Cho đèn của bà sao? Phải có cả bóng đèn nữa ạ. Bà xem này. Bật điện lên là được ạ. Cháu cưng của bà giỏi quá đi. Để con xử lý cái này cho bà nha. Mắt không thấy thì tim không đau nữa rồi. Loại cà phê này thơm ghê. Gì vậy trời? Sao chìa khóa lại ở đây? Lêu lêu, dính trưởng rồi. Chỉ cần dọn mấy thứ nữa là xong. Hả? Con bé này tưởng nó hề hước lắm à? Được rồi, con sẽ biết tay với mẹ. Chào bé yêu, đi học vui không con? Chết, chìa khóa của mẹ kìa. Bé đi à, chìa khóa không phải đồ chơi đâu. Nhưng con làm mẹ nghĩ ra một cách hay rồi. Phải nói là đỉnh của chóp luôn đấy. Lấy một miếng Lego lớn, gắn tượng Lego nhỏ lên trên. Và xong. Đó, thế thôi. Giờ thì treo Lego lên tường. Không còn lo bị mất chìa khóa nữa rồi. Giữ chìa khóa hộ tôi nha. Ờ, đằng ấy có gì vậy ta? Sao mà cao quá vậy trời? Chán dễ sợ. Mẹ còn chưa hỏi mượn hình Lego mà. Thành công mỹ mãn luôn nhá. Ok là đến giờ trang điểm rồi. Làn da trắng hồng chào đón ngày mới này. Quá xinh. Và cuối cùng không thể thiếu này. Trang sức xinh. Ủa, đúng đôi mình thích nhất nữa chứ. Liệu có cứu được không đây? Bé có sớ dớ gì vào đồ của chị không đấy? Khuyên tai của tôi.
không phải đồ chơi đâu nhá. Hả? Nào nào, đưa đây cho chị. Nhanh lên, đưa trả chị mau. Cứng đầu quá đi mất. Thế thì chị cũng lấy đồ của em. Ơ kìa, không cho. Nhìn cũng sặc sỡ đấy chứ. Hình như mình nghĩ ra trò hay rồi. Lego có thể trở thành nữ trang xinh xắn đấy. Chưa xong đâu. Dễ thương nhở. Đồ tự chế lúc nào cũng là nhất. Đã thế còn không lo đụng hàng nữa chứ. Thế sao nào? Em cũng muốn khuyên tai giống chị. Không. Ai nhắn vậy ta? Ủa, mình có hẹn à? Thế này sao đi được? Mình phải đi trang điểm ngay. Ôi, gì vậy trời? Ai vứt Lego lung tung thế này? Dẫm phải Lego đau khủng khiếp ý. À mà thôi, phải nhanh lên. Kem nền không biết đâu rồi ta. Cọ gì mà nhìn chán dã man. Mút trang điểm này cũng không khá khẩm gì hơn. Ừ. Khoan, mình nghĩ ra cách rồi. Lấy một miếng Lego nền và tạo đường viền xung quanh. Chuẩn. Làm tương tự với vài miếng khác. Rồi đặt một miếng to lên trên. Đừng lo nhá, tụi mình sắp xong rồi. Thấy các khu vực khác nhau không này? Mảnh này trở thành một ngăn kéo rồi. Tạm biệt cọ bẩn trong phòng tắm nhá. Gọn gàng thế này thì còn gì bằng chứ. Vui ơi là vui luôn. Anh yêu tới, phải thần tốc mới được. Làm ơn đừng đổ. Thật đấy hả? Hộp Lego dở hơi ghê. Đừng hòng phá hoại buổi xem phim của Mỹ nhá. Snack đã chính thức sẵn sàng. Đang xem dở đến đâu rồi ta? Cày tiếp thế nào? Mỏi tay quá. Cái lon. Kìa. Hay là lấy hai cái lon đi. Được không ta? Chán như con rán thật sự. Hay là thử dùng cái hộp kia nhở? Đôi khi phải thật sáng tạo đấy mọi người. Bắt tay vào việc nào. Lấy điện thoại ra khỏi ốp đã nhá. Cắt Lego cho khớp với ốp này. Rồi dán nó lên trên. Giờ dùng miếng nhỏ hình tròn này gắn vào chính giữa. Giống như pop socket đấy. Đẹp muốn xỉu luôn. Đã xong. Cày phim tiếp nào. Chuẩn, không cần chỉnh. Đã xem phim hài là phải có snack nha. Wow. Vậy đây là cuộc sống đại học. Không thể tin là cuối cùng mình cũng ở đây. Đưa đây chị xem. Nhưng đây là phòng của mình. Tuyệt. Mình ở chung với một con mọt sách. Tránh xa dùm cái. Vào trong đi. Ok. Nó không chịu mở ra. Cậu đang làm tớ lo lắng đấy. Đứng ra. Tớ không cần chìa khóa. Khó khăn đến thế cơ à? Không phải như mình tưởng tượng. Chồng chán chết đi được. Phải sửa sang lại thôi. Nhưng cũng có phong cách riêng. Cậu đùa đấy à? Tớ thấy bãi rác còn không kinh bằng chỗ này. Không tệ thế đâu. Bắt tay vào việc thôi. Sửa sang luôn à? Thế không thì ai sẽ làm đấy? Thấy mà ghê. Có lẽ mình sẽ giữ lại một con nhện để nuôi. Gì đấy? Chán ngắt, vứt vào thùng rác luôn. Áo, cẩn thận chứ. Làm gì thì nhìn cái đã. Cậu muốn gặp rắc rối à? Hả? Tớ chả hiểu cậu đang nói gì cả. Liệu hồn đấy. Wow, cậu ấy căng quá. Vứt cái này đi. Hồi rình. Này, ai tắt đèn đi vậy? Cứu, mắc kẹt rồi. Có ma. Ma. Ra đây anh bạn nhỏ. Wow, quá trời là rác luôn này. Chưa gì đã thấy gọn gàng hơn hẳn. Tớ rất tự hào vì tụi mình. Nhưng mình không phải bạn nhé. Mình cần nghỉ ngơi.
Cậu có phiền không? Chưa gì mình đã thấy hối tiếc rồi. Cậu nghĩ mình ngầu lắm. Mình sẽ ngồi đây. Wow! Xấu hổ chết đi được. Nhìn mà xem. Mình nghĩ ra một ý tưởng. Trước hết, mình cần một giỏ đựng rác. Mình sẽ quấn bìa cát tông quanh giỏ và dán cố định lại. Rồi mình sẽ đặt một miếng bìa cát tông lên đỉnh. Tiếp theo, mình sẽ bơm một vòng tròn keo lên trên. Vậy là được rồi. Mình có thể dính ống vào bìa cát tông. Mình sẽ thêm các ống có kích thước khác nhau. Giờ thì tô màu nào. Vui quá đi, mình yêu màu này. Chắc chắn sẽ đẹp lắm. Mình sẽ đợi cho sơn khô. Vậy là xong rồi. Cuốn sách này thú vị thật đấy. Ê, nhìn mà xem. Cái gì đấy? Ghế mới của tụi mình. Cậu thấy sao? Chả, tớ thích nó. Và nó rất thoải mái nữa. Hả? Đây là lốp xe cũ à? Nó ở đâu ra vậy trời? Đừng có sớ dớ vào cái lốp. Tớ có kế hoạch lớn cho nó. Đầu tiên, tớ cần đặt nó lên một mặt phẳng. Tớ sẽ sơn một đường lượn sóng lên lốp. Vẽ thành một vòng luôn này. Gần xong rồi. Chỉ cần nối lại thôi. Tớ sẽ đợi nó khô. Giờ tớ cần sơn màu tím. Tớ sẽ dùng sơn này để tô một nửa lốp. Nhưng tớ không muốn tô vào đường trắng đâu. Vậy nên phải thật tỉ mỉ cơ. Đây là phần cuối cùng. Thế là xong một nửa. Cứ để đó cho sơn khô. Rồi đổi màu khác nè. Tớ sẽ lật cái lốp lại và tô sơn màu vàng cho nửa kia. Tớ sẽ dùng cọ nhỏ hơn cho các phần khó tô. Màu vàng là một màu tương phản với tím, rất đẹp. Ok, để nó khô luôn. Giờ tớ cần đinh ghim. Tớ sẽ cắm chúng vào lốp. Tớ sẽ cắm sao cho chúng cách đều nhau. Sau đó tớ sẽ gắn dây xích vào một đinh ghim. Rồi tớ có thể mắc nó vào cái ghim khác. Thế này này. Tớ sẽ nhét chăn vào phần giữa của lốp. Vậy là tạo được một lớp đệm mềm. Chỉ vậy thôi. Thoải mái quá đi mất. Gì kia? Ghế của tớ. Rất đẹp phải không nào? Miễn là cậu thích. Thích chứ. Má ơi. Ý là cái gì thế? Kiểm tra coi sao. Nó ở đâu ra vậy? Và nó là cái gì? Là một tấm gương. Thấy không? Cái này dùng được nè. Đợi xíu tớ lấy đồ trong túi kia đã. Wow, mình có nhiều đồ chơi quá. À ha, đúng thứ mình đang tìm. Dài quá nè. Ha, vui quá đi mất. Nhưng mình có kế hoạch lớn hơn cho nó. Mình sẽ dán băng dính hai mặt vào unicorn và rồi bóc mặt sau ra. Giờ mình có thể dán nó vào gương. Mình sẽ làm tương tự với các đồ chơi khác. Mình sẽ dán xung quanh rìa của tấm gương. Wow, đẹp hết sảy luôn nè. Mình sẽ đặt ở đây. Rất hợp để mình dùng trang điểm. Chuẩn, không cần chỉnh. Wow, ý tưởng hay đấy nha. Hay là mình cũng làm giống thế nhỉ? Nhưng hiển nhiên là gương của mình sẽ đẹp hơn. Mình có gì trong này ta? Này được nè. Nhưng mình cần gì đó để dán chúng vào gương. Hơi bị quá à nha. Bọt nở này dùng được nè. Ai cần băng dính chứ? Kiểu gì cũng đẹp mê luôn. Vào việc thôi. Mình sẽ xịt bọt xung quanh tấm gương. Trông như kem ý. Mình sẽ xịt cho nó rộng đều nhau. Dùng bọt này dễ quá cơ. Và còn vui hơn dùng băng dính. Giờ mình có thể trang trí nó. Mình sẽ dính côn trùng vào bọt. Phải nhanh tay làm thế trước khi bọt cứng. Dán tất cả các đồ chơi mình thích này. Côn trùng gớm ghiếc. Mình sẽ dán một chú chuột lắm lông ở đây. Xong rồi. Wow, đẹp quá nè. Đấy, phải thế này chứ. Nó hợp với tính cách của cậu đấy. Tớ phải mua sắm một vài thứ. Gì, cậu mua gì chứ? Tường trống trải quá. Không, mình không thích nó. Tiếp theo là gì? Ok. Trông hơi đơn điệu nhở. Còn gì nữa ta? Lấp lánh. Chuẩn luôn rồi. Hồng nó đến quá đi mất. Giao hàng đây. Wow, nhanh thật đó. Có lẽ anh giao hàng rất đẹp trai. Mình ổn chưa ta? Xin chào, xin mời vào. Tôi còn phải giao bao nhiêu đồ nữa đây. Cô sống đây à? Chỉ muốn ra khỏi đây ngay. Nhưng mà tôi sẽ ở chơi một chút nữa. Thật luôn. Mơ đi anh bạn. Tôi cũng chẳng thèm để ý đâu. Anh có giữ dây trang trí của em không?
Tiền boa đâu? Ừ ha, tiền của anh đây. Có mỗi một đô thôi á? Cô đang đùa tôi à? Phải hơn chứ, nhưng em chỉ có thế. Thôi khỏi, mấy người này. Nhưng mình đã trả tiền mà. Thật không công bằng. Naomi, đừng có buồn. Không ai bọn sách buồn, đưa cho tớ. Này, tên giao hàng kia, quay lại đây. Không, không, làm ơn đừng. Hắn khóc thấy mẹ luôn rồi kìa. Vứt xử cái quần nợ này đi. Naomi, xem tớ có gì nè. Cho tớ đấy à. Cảm ơn Betsy. Dây trang trí của tớ. Wow, cảm ơn nhé, cậu là nhất. Chờ đã, tặng cho cậu nè. Cậu đang đùa. Trước giờ chưa có ai tốt với tớ như thế. Mong là cậu thích chúng. Wow, tớ sẽ treo hành tinh ở đây. Xinh xỉu luôn. Chúng ta cần chút rock nữa. Ôi, tuyệt quá đi. Trông ổn đấy chứ. Yeah, làm tốt lắm. Mang vứt rác đi thôi. Cầm đi. Có gì đấy? Từ từ đã. Quay lại đi. Chuẩn rồi đó. Mình cần kệ. Đúng rồi, ngay đó. Cậu có thể đặt gương lên trên. Chăn đây này Teddy, thật ấm áp nhỉ. Bỏ cái tấm này đi. Mình có thể đặt một bức tranh lên khung vẽ. Tranh này tớ tự vẽ đấy. Tớ rất ưng tranh này. Trang trí tưởng hơi kỳ lạ nè. Chúng ta phải có guitar. Được rồi, trông thế nào? Trông đẹp dã man. Quá là khác bọt luôn. Thật khó tin đây là cùng một phòng. Tớ biết, tụi mình nên làm nghề này kiếm tiền. Cảm giác như ở nhà. Không gian quá ư là tuyệt vời. Đỉnh của chóp, lại đây. Tụi mình mới trở thành bạn thân sao? Tớ không thích ôm lắm. Wow, bộ sưu tập hoành tráng nha. Xịn sò đấy. Đã đến lúc đổ xác. Bạn sẽ không cần những thứ này nữa. Nhưng tôi thì có. Tôi sẽ tạo ra một thứ cực kỳ đặc biệt. Công thức gia truyền đó nha. Nó đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mùi thơm quá. Tôi đang nấu như điên. Hắn bị khùng đấy. Hãy đi nào. Tớ ở ngay sau lưng cậu. Khoan, tớ có một ý tưởng. Tớ sẽ rút phích cắm này. Chuyện gì vậy trời? Yeah, hiệu quả rồi. Đi, đi, đi. Không ngờ hắn dám làm như thế. Nào nào, nhanh lên. Để tớ lấy. Tránh ra. Wow, gì thế? Một con búp bê. Đưa đây, của tớ mà. Quá chậm. Wow, hay quá đi mất. Tớ sẽ lắp ráp con búp bê. Búp bê của tớ sẽ rất xinh đẹp. Còn một việc nữa phải làm. Chúng ta không thể quên cái đầu. Nhưng chúng sẽ sống ở đâu? Hả? Tớ thấy nó trước. Vậy là như thế hả? Tớ muốn ngôi nhà búp bê đó. Nhắm đấu lại với tớ không? Bắt đầu nào. Cậu chết với tớ. Nhỏ này. Chết nè. Trò biết tay. Cậu chỉ được thế thôi sao? Đừng kéo tóc tớ. Cậu đã làm gì hả? Tất cả là tại cậu. Có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Wow, hãy nhìn đi. Tuyệt quá đi mất. Tớ nóng lòng lắm rồi. Nhưng có một việc tớ cần làm. Phải cắt băng dính. Giao bán ư? Không còn nữa. Tớ có một kế hoạch lớn. Đừng có khua kéo lung tung thế chứ. Tớ sẽ tháo giải băng ra. Không khó lắm đúng không? Cậu lúc nào cũng thích làm lố. Em thấy sao búp bê? Sẵn sàng tân trang phòng chưa? Chắc là rồi đấy. Hãy nhìn xung quanh nào. Có rất nhiều việc cần làm. Nhưng tớ buồn ngủ quá. Đã gần đến giờ nghỉ trưa. Chúng ta cần chợp mắt. Nhưng không thể ngủ trên sàn. Em có đang nghĩ giống chị không? Bắt tay vào việc nào. Mình có một miếng xốp lớn. Mình đã vẽ một hình bát giác lên đó. Giờ thì cắt nó ra. Sau đó mình sẽ sơn một lớp màu hồng. Tiếp theo mình sẽ quấn duy băng màu hồng quanh nó. Mình sẽ bọc kín phần rìa. Mình sẽ cắm ống hút xung quanh mép để tạo khung. Sau đó đắp vải lên.
Cuối cùng chúng ta sẽ trang trí, đặt ngôi sao lên trên cùng và buộc những chiếc nơ vào khung. Tiếp theo tớ sẽ trải ga giường, nó phải mềm mại và ấm cúng, rồi đặt vài chiếc gối. Đáng yêu quá, em thích lắm, cảm ơn chị. Vui quá đi mất thôi, dùng thử nào. Em xứng đáng những điều tốt nhất. Dễ chịu quá. Ngủ ngon nhé. Em ấy trông thật thoải mái. Hả? Sao thế? Khoan, chị thấy đúng không? View, view. Wow, em thật phong cách đấy. Em không bao giờ rời nhà mà không có bé rơi. Chị thích phong cách của em. Tạm biệt nhé, bé rơi. Chúng mình nên làm gì trước? Nghĩ xem nào. Nghĩ ra rồi. Mình sẽ cắt tấm biển này thành các hình dạng khác nhau. Sau đó mình sẽ cần súng keo. Mình sẽ phun keo lên mép của đế. Không cần nhiều đâu, chỉ một đường mỏng thôi. Sau đó mình sẽ dán một tấm vào đế. Mình sẽ dán thêm các tấm vào đế. Ghép các mảnh lại với nhau cho đến khi thành quan tài. Đây là nắp. Tiếp theo mình sẽ sơn nó. Nhất định phải có màu đen. Các màu khác đều không được. Chờ cho sơn khô. Ok, được rồi đấy. Mình cần trang trí phần bên trong. Mình có miếng giấy xốp và vải, làm một chiếc giường xịn. Mình sẽ nhẹ nhàng đẩy nó vào trong quan tài. Tiếp theo mình sẽ lót vải ren vào các rìa, tạo nên một nét thanh lịch. Mình đã chuẩn bị đồ trang trí cho nắp, dán nó vào ngay đây. Sau đó gắn thêm đá quý này, quan tài sẽ trở nên phong cách hơn. Quan tài cũng phải sang trọng, đặt gối lên trên này nè. Vậy là xong rồi, ghen tị quá đi. Mình chỉ có chiếc giường đơn điệu. Wow, đẹp quá. Hãy vào đó đi. Em sẽ có giấc ngủ ngon nhất. Chị sẽ đậy nắp lại, không ai làm phiền em đâu. Kỳ quặc dã man, mình không ngủ nổi, sẽ gặp ác mộng mất. Xin chào. Có thần lần, thật là đáng sợ. Cậu la hét cái gì vậy? Thật đáng yêu. Mang nó đi. Cậu sợ kìa, bắt lấy. Tớ sẽ phải làm gì với cuộn giấy này? Chờ chút, tớ nghĩ ra cách rồi. Tớ sẽ xé nhỏ giấy vệ sinh, sau đó đặt giấy vào một cái bát, ngâm cho đẫm nước. Tớ sẽ vắt hết nước ra, rồi tớ ép vào tạo hình cho giấy vệ sinh. Phải nhanh tay mới được. Tớ cần làm điều này trước khi nó khô. Chuẩn, không cần chỉnh luôn. Sau đó nó sẽ cứng lại. Tớ sẽ sơn cho nó, nhưng tớ sẽ sử dụng keo phủ một lớp kín này. Hoàn hảo luôn. Chuyển sang phần tiếp theo, tớ sẽ đặt nó lên một nhúm bông. Tớ sẽ nhấn bông vào nó, nhấn xuống toàn bộ nha, cho đến khi được kết quả như thế này. Tớ sẽ gắn thêm bông vào đây. Sau đó tớ sẽ tô màu. Tớ sẽ sử dụng bút màu hồng. Đây sẽ là khuôn mặt này. Rồi tớ dùng bút chì màu đen để đổ bóng cho cơ thể. Tiếp theo tớ sẽ dán hai mắt lên, rồi thắt một cái nơ vào cổ. Và cuối cùng tớ sẽ dán ria mép lên khuôn mặt. Con mèo nhỏ này thật dễ thương. Mong là hiệu quả. Hãy tỏ ra hung dữ nhé. Chị tin ở em. Em nhất định sẽ làm được. Đuổi con thằn lằn đó đi. Xin chào. Có vẻ như mình đã có thú cưng mới. Đi rồi. Phù, làm tốt lắm. Wow, thật tuyệt vời. Em đẹp quá đi mất. Này, chị đang làm gì vậy? Thằn lằn là của em à? Chúng mình sẽ phải lột xác cho nó. Nó cần một diện mạo mới và chị đã có cách rồi. Giống như salon cho thằn lằn vậy. Màu này rất hợp với em đấy. Wow, bá đạo trên từng hạt gạo. Chúng ta sẽ làm cho đôi mắt đó lấp lánh. Thật phong cách. Em đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Cho em mấy cái gai này. Oh yeah, cháy phố lắm luôn. Và em sẽ cần một cái vòng cổ. Dùng dây sắt này là được. Và chị sẽ gắn dây xích vào đó. Vậy là hoàn thành rồi. Hãy chiêm ngưỡng đi. Rất đẹp phải không nào? Đã đến lúc đi dạo của em đây. Còn tuyệt hơn chó nữa. Mọi người chắc chắn sẽ khen không ngớt lời. Vâng, em thích lắm. Ai là thằn lằn ngoan nào? Khát nước quá đi mất. Sảng khoái ghê. Mùi gì vậy? Mình hôi dình. Còn phải nói. Chờ tớ một chút. Xấu hổ không biết chui vào đâu. Sẽ không lâu đâu. Tung tăng. Dễ chịu quá đã cái cơn khát. Mình đã uống quá nhiều. Mình muốn pi pi. Nhà vệ sinh ở đâu? Đây là tình huống khẩn cấp. Hả? Lại có chuyện gì rồi? Nhưng mình đang tận hưởng mà. Chị đến ngay đây. Em có sao không? Gì vậy? Cái này dùng được đấy. Tao xin lỗi nhiều nhớ vịt vàng. Nhưng tao phải cắt đầu mày ra. Ok. Bây giờ mình cần đất nặn màu vàng. Mình sẽ gấp vào vặn cục đất.
mình muốn nặn thành một chân đế. Mình sẽ dính thân vịt vào đó, nhấn xuống để chúng dính chắc vào nhau. Giờ thì sơn màu trắng, chẳng ai dùng bồn cầu màu vàng, nhưng mình sẽ làm nó nổi bật. Mình sẽ gắn đá xung quanh các mặt, thêm chút vàng thì sao nhở? Một chiếc bồn cầu cực kỳ xa xỉ. Ồ, suýt thì quên mất, em sẽ cần một chỗ để ngồi. Bây giờ chị có thể gắn đầu vào, đặt ở ngay đây này. Cũng ưng cái bụng đấy chứ. Em nhanh lên, còn kịp, chị không muốn phải lau sàn đâu. Dễ chịu hẳn, nhẹ cả người. Lúc nãy rõ là lo lắng. Rất vui vì giúp được em, suýt thì không kịp đấy. Quá nhiều thông tin. Hồi quá, mình sắp ói mất thôi. Ôi không, cố nhịn nhá, mình gần tới nhà vệ sinh rồi. Giúp em được không? Nhanh lên. Nhanh lên nào. Ai mà muốn xem chứ. Chờ chút, chị đã có cách rồi. Đi thôi. Lẽ ra mình phải nghĩ ra sớm hơn. Đừng nhìn chị như thế, chị còn chưa bắt đầu đâu. Đầu tiên mình sẽ cắt phần đầu của chai ra, sau đó mình sẽ sơn màu đen. Tiếp theo mình sẽ cần một miếng xốp đen và cắt nó thành hình tròn. Hình tròn này sẽ phải lớn hơn cái chai một chút. Mình sẽ dán giấy xốp lên trên, gắn vào đây này. Sau đó mình sẽ làm cái bệ, gắn chúng lại với nhau. Vương miện này sẽ rất hữu ích đây. Mình sẽ đặt quả bóng đỏ vào đó. Mình sẽ lấy một miếng đất nặn màu tím, bóc cho nó mềm. Sau đó cuộn nó thành hình xúc xích. Đủ dài rồi đấy. Mình sẽ nối hai đầu để tạo thành hình tròn và sau đó đặt nó lên trên quả bóng. Mình sẽ dán thêm một miếng đất sét vào trong. Sau đó đặt các đoạn đất sét lên trên quả bóng. Sau đó nó cần được sơn màu đen. Rồi đặt nó lên chiếc bồn cầu. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Mình sẽ dán các ngôi sao vào mặt trăng. Làm tương tự với phần đế nhá. Rồi móc dây xích vào đó thôi. Vậy là xong. Chỗ này hợp lý này. Chuẩn không cần chỉnh. Khoan, em buồn nôn hả? Chị mải mê quá quên mất em. Đừng nhìn em. Hơi ghê đó nha. Đừng phán xét. Nướng bánh mì quá. Hả? Gì vậy? Báo thức à? Chỉ 5 phút nữa thôi. Tuyệt, dậy đón nắng sớm và chuẩn bị đi học thôi. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Không, ngủ tiếp sướng hơn. Được rồi, bắt đầu từ việc vệ sinh cá nhân. Xong, mặt đã sạch và tươi tắn. Mà chờ chút. Kệ đi, có gì to tát đâu. Chải tóc bằng tay cho nhanh này. Vậy là xong, mình đã sẵn sàng. Ok, đeo kính nào đây ta? Hay là kính màu xanh nhỉ? Hoặc mình thử phong cách Harry Potter. Chuẩn, có thế chứ. Áo cánh nào đây? Trắng tinh khiết hay chấm bi nhở? Màu trắng này, màu này sẽ rất hợp với mình. Sao phải đi học vào lúc tinh mờ như vậy chứ? Mà chờ chút. Không không không, có mụn, ngay ở trên đỉnh mũi nữa chứ. Ok, mụn kia, ta sẽ đánh bại mi. Trong lúc chờ nó phát huy tác dụng, mình sẽ đánh răng. Xẻ khít lỗ chân lông và làm mịn da, mình thích làm thế này. Giờ đến mascara. 99 và 100, xong, mái tóc đã được chăm sóc. Giờ thì mình cần chọn xem mặc gì. Bộ này thì sao? Trần váy đỏ và áo cánh hồng. Có hợp với nhau không nhở? Yeah, chắc sẽ đẹp đấy. Đó, mình nói chuẩn quá. Nhìn cưng hết sảy. Chào buổi sáng, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Bởi vì tớ đã xong rồi. Tớ chỉ cần kiểm tra kỹ xem đã đủ sách chưa. Kiểu gì cũng phải có lúc mình cần dặm lại lớp trang điểm thôi. Mang tất bút lông đi nữa. Nhỡ cần dùng trong tiết mỹ thuật. Sao mình không nhét vừa máy sấy vào cặp chứ? Chẳng ăn thua. Còn gì nữa nhở? Quyển vở này. Không, vở mà để làm gì đâu. Được rồi, chúng ta đi được chưa? Đến trường nào. U là trời, Molly thực sự sắp rời khỏi rừng sao? Không đời nào, đúng là thế rồi, trời đất ơi. Không biết mình cảm thấy thế nào nữa, vừa vui vừa buồn. Mình cần gì đó để uống. Wow, sách hay tuyệt luôn. Khoan, sao mặt mình nhột nhột vậy ta? Mặt mình nở hoa mất rồi. Trông cứ như mặt pizza. Không thể để tình trạng này tiếp diễn. Mình phải nghĩ cách thôi. Bắt tay và nặn mụn. Hả? Chuyện gì vậy ta? Mình thấy có gì đó sai sai với chuyện chăm sóc da. Làm gì vậy bồ ơi? Dừng lại. Không. Đừng nặn mụn. Mặt cậu sẽ càng tệ hơn đấy. Chà, may cho cậu vì cậu có một người bạn như tớ. Và tớ có cách rồi. Cái gì đấy? Mà tớ phải làm gì với mấy cái đốm ấy?
cậu vừa dán miếng dán lên mặt tớ đấy à? Đúng rồi đấy, đó là miếng dán thuốc chữa mụn, có tác dụng với mụn bọc. Cứ tin tớ đi, nè, dán các miếng này lên từng chấm mụn của cậu. Cậu nói thật á, cậu muốn tớ dán nhãn lên khắp mặt á? Ừ, chúng ta sẽ dọn sạch chỗ mụn đó. Cảm giác như tớ là sách bài tập của trẻ nhỏ hay sao ấy? Ok tốt rồi, giờ tớ bóc ra là được đúng không? Không không không, cậu phải để như thế trong ít nhất 4 giờ. 4 giờ á? Nói thật á? Máy in đang đỉnh công. Này, tỉnh dậy. Đồng hồ hẹn giờ báo chỉ còn vài giây nữa thôi. Ổn rồi, bóc chúng ra nào. Miếng đầu tiên nè, không thấy mụn đâu nữa rồi. Cậu sẽ sốc tận nắp và ngạc nhiên với kết quả cho mà xem. Yes, tôi nói chỉ có chuẩn thôi. Đưa tớ cái gương để xem nào. Wow, dã man, da dẻ của tớ đẹp hơn hẳn luôn ấy bồ ơi. Yay, khoan, cậu đang làm gì vậy? Bảo sao mặt cậu cứ liên tục nở hoa như thế. Phải vào lớp thôi. Không biết hôm nay sẽ học gì nhỉ? Wow, hy vọng không ai thấy. Ôi trời, ước gì tôi có máy ảnh. Tận hưởng đi nhé. Kệ bọn này thù ghét đi Annie. Nhưng khó lắm, sao họ cứ phải xấu tính thế nhỉ? Kìa, bỏ đi. Người phụ nữ đó thật phiền phức. Mình đã cố hết sức mà cô ấy lại như thế. Annie, có chuyện gì vậy? Tớ lại bị cười vào mặt. Tớ đang quan sát hai cậu đấy. Cậu bị sao vậy? Tớ lại rớt bài kiểm tra. Lần thứ tư trong tuần rồi đấy. Hey, tớ có ý này. Chúng ta phải hoán đổi ngoại hình. Tụi mình biến đổi ngoại hình cho nhau đi. Sẽ vui lắm đấy, làm thôi. Chào mừng đến với nhà tớ. Nhiều màu hồng quá. Tớ muốn thay đổi suy nghĩ về chuyện này rồi đấy. Tận hưởng đi. Không chắc đâu. Đợi đã, da cậu bị sao vậy? Ý cậu là sao? Để tớ cho cậu xem. Hả? Ô không, nhìn đống mụn này nè, kinh quá. Tớ phải loại bỏ chúng. Tiện ích loại bỏ mụn này có tác dụng này, lần nào cũng hiệu quả. Không phải chứ Annie. Thôi, lau đi. Sao vậy? Đây là một bước trong quy trình làm đẹp của tớ mà. Thôi được, tớ sẽ lau. Tớ có thứ cậu dùng được đây này, nó ở đâu đó trong này thôi. Cậu có con vịt cao su sao? Ok, cái đó hơi đáng sợ đấy. Sao cậu cứ mang nó theo vậy? À ha, đây rồi. Cái này sẽ giải quyết mọi chuyện. Tớ sẽ chấm nó lên nốt mụn của cậu và chúng sẽ biến mất. Ở đây nóng lên hay sao vậy? À, nóng quá. Làm sao đây? Làm sao đây? Cái gì vậy? Hả? Có chuyện gì thế? Đợi đã. Tớ biết rồi. Đây là sốt cho món khoai tây chiên. Ít nhất cậu cũng nóng bỏng trong vài giây. Hiểu không? Đây là thứ chúng ta cần. Không đợi nào. Được thôi, tớ sẽ bôi lên trước. Đây là mặt nạ vàng thư giãn. Dùng thử đi. Xa xỉ quá. Dễ chịu ghê. Giờ sao? Chúng ta sẽ lột da. 1, 2, 3. Đủ lâu rồi đấy. Tớ rất muốn xem da thế nào. Wow, xem này. Khuyên và hình xăm của tớ chóc ra hết rồi. Wow, và mụn của tớ cũng bay luôn. Tớ đã nói là nó tốt mà. Để đó đi bạn Hiền. Chúng ta phải làm gì đó với bộ đồ này. Cậu phải dẹp màu hồng đi. Thử gì đó đơn giản hơn một chút. Không dám nhìn luôn. Hey, cậu có thể nhìn rồi. Cái này sẽ biến đổi trang phục của cậu. Nhưng tớ cần thay đổi vài chỗ. Tớ sẽ cắt một đường trên quần tất, ngay ở đây. Sau đó tớ sẽ chồng qua đầu cậu. Lẽ ra cậu nên giặt trước chứ. Chúng ta sẽ vòng chân tất quanh cổ cậu. Sau đó buộc lại. Xong rồi đấy. Khá quá. Tớ chưa thỏa mãn. Đi với tớ. Chúng ta phải lục trong tủ đồ của cậu. Nên chọn gì đây? Kỳ lân. Chắc không được. Đợi chút, đây là đồ hóa trang nàng tiên sao? Yeah, ngộ nghĩ nhỉ? Không được, sẽ khó hơn tớ nghĩ đấy. Biết rồi. Cậu có thể cảnh báo tớ trước khi làm vậy không? Bình tĩnh đi, chỉ là áo thun thôi. Nhưng chúng ta sẽ sửa đổi vài chỗ. Tớ sẽ để mấy khuôn giấy nến này lên áo. Phải sắp xếp cẩn thận. Sau đó chúng ta sẽ cần chai thuốc tẩy. Tớ sẽ xịt lên áo. Đảm bảo là phủ hết luôn giấy nến nhé. Nó phải ướt hoàn toàn.
Sau đó, trước khi gỡ khuôn giấy nến ra, tớ sẽ vẽ xung quanh. Tớ sẽ dùng màu trắng, vẽ đường viền. Nhìn vui mắt ghê, tớ nên làm nhà thiết kế. Tớ cũng sẽ vẩy sơn lên khắp áo. Giờ, gỡ khuôn giấy nến ra, nó sẽ để lại hiệu ứng đẹp. Chắc chắn tớ sẽ mặc kiểu này. Cậu nghĩ sao? Thử đi. Wow, đẹp quá. Wow, nhìn khác quá, nhưng tớ thích. Cậu có tài đấy, Emma. Chỉ làm việc của tớ thôi. Ok, đến lượt cậu. Đầu tiên, chúng ta cần cái này. Nó sẽ giúp mọi việc dễ hơn. Bát này. Nó để gì vậy? Wow, sao cậu làm được vậy? Cậu biết không, tớ thích đấy. Dễ thương ghê. Trông cậu dễ thương lắm ý. Vậy, tiếp theo là gì? Cậu không được nhai kẹo cao su. Đợi đã, quên mất tóc của cậu. Chúng ta phải làm gì đó. Cậu nói đúng, nhưng làm gì? Chúng ta sẽ dùng mấy cây bút này làm cho nó sặc sỡ hơn. Ý kiến hay đấy, chúng ta sẽ chia tóc thành nhiều phần. Tớ sẽ dùng bút tô khắp tóc cậu. Mực sẽ chảy qua và có tác dụng giống thuốc nhuộm tóc. Chúng ta sẽ dùng nhiều màu. Và tớ không cần tới tiệm làm tóc. Chúng ta phải gỡ kính của cậu ra để tớ nhìn thử. Oh wow, đẹp quá. Tớ biết, selfie một tấm nhé. Đợi đã, cứ từ từ. Chúng ta phải trang điểm nữa nhỉ? Không tin nổi là tớ lại quên đấy. Chúng ta sẽ trao đổi. Làm thôi. Đây là diện mạo hoàn toàn mới đối với tớ. Hey, cái gì đấy? Bướm bướm. Tớ sẽ giúp cậu. Đừng cử động. Để cạnh mắt cậu sẽ trông đẹp lắm. Ủa, dễ thương quá. Và giờ đến bước trang điểm. Xong chưa? Cậu là phù thủy dùng cọ trang điểm đấy Annie. Tớ cũng cần trang điểm. Cảm giác nổi loạn ghê. Tớ nên trang điểm như này thường xuyên hơn. Tớ thích kiểu khói này. Trông cậu đẹp quá. Tớ biết ngay mà. Tụi mình phải đi trung tâm thương mại. Tớ biết là hôm nay Jack và Kevin sẽ đến đó. Có thể Chris cũng sẽ đến đấy. Emma, đừng nói nữa. Nhưng tớ phải đánh son cho cậu. Tớ sẽ tô lên khắp miếng băng keo. Yên nhé, nó phải hoàn hảo. Giờ tớ sẽ lột băng keo ra. Ít nhất không cần phải wax. Tớ sẽ quay miếng băng keo lại và đè lên môi cậu. Đợi đã, chúng ta phải đợi. Được rồi đấy. Wow, màu này hợp với cậu ghê. Trang phục của cậu còn thiếu gì đó. Tớ cần lấy một thứ trong ba lô. Chúng ta cần mấy cái kẹp giấy này. Nó sẽ là bước hoàn thiện mọi thứ. Tớ sẽ bẻ nó như thế này. Tớ muốn nó thẳng ra. Sau đó quấn quanh cọ trang điểm này. Tớ muốn làm một cái lò xo. Thú vị đấy. Tớ muốn nó đẹp và chặt. Tuyệt vời. Giờ tớ sẽ lắc một chút. Và nó sẽ chia thành nhiều phần. Chính xác là thứ chúng ta cần. Dùng làm khuyên rất đẹp đấy. Và không cần kim hay bị đau. Tớ luôn muốn có khuyên môi. Mẹ tớ sẽ phát điên lên. Giờ đến bước dùng kim băng. Tớ sẽ cẩn thận luồn qua tóc cậu và kẹp lại. Giờ tớ sẽ làm tương tự theo hướng ngược lại. Tớ sẽ làm từ trên xuống dưới. Tớ nghĩ được rồi đấy. Đợi đã, chúng ta phải đổi ba lô. Ý hay đấy. Tớ sẽ trông giống mọt sách khi đeo ba lô này. Tớ thích diện mạo mới của tụi mình. Chúng ta làm được rồi. Nhìn đẹp đấy gái. Đi thôi. Thật là sảng khoái. Mình khát nước dã man. Hình như mình uống hơi nhiều. Phải đi hát thôi. Không nhịn được nữa. Khoan, cái gì vậy? Là búp bê sao? Búp bê làm gì ở trong đó chứ? Nhìn em chán quá. Đừng tự ái. Không thể để em thế này. Hôm nay em gặp may đấy. Đã đến lúc tân trang lột xác. Chị sẽ phải vệ sinh sạch cho em. Thấy ghê quá. Mong rằng không phải là nước mũi. Dính nhớt ghê quá. Tiếp theo, những cục mụn. Sẽ hơi tùm lum nha. Một cục bự chà bá. Mình sẽ không nói dối, mình khá thích việc này. Chưa gì đã thấy đẹp hơn hẳn. Da em sáng mịn này, thư giãn nào. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Lãng mạn quá đi mất. Hôm nay mệt quá cơ. Chúng mình sẽ ngủ một giấc thật sâu. Em làm chị hạnh phúc lắm. Lại một ngày qua đi, lại một ngày ăn bánh. Khoan đã, gì thế? Mình phải nghe tin này.
có kẻ mới phạm tội. Tin nóng, ma cà rồng rất dễ thương. Thật sự đấy, họ đã bị hiểu lầm nhiều. Vì vậy hãy nhớ, ma cà rồng họ không có tội. Nếu bạn nhìn thấy họ, hãy trao họ một cái ôm, chúc ngủ ngon. Ai mà nghĩ tới chứ, cô được trả tự do. Hả? Có chuyện gì vậy? Tự do rồi, hãy ra khỏi đây thôi. Mà chờ một chút, không được đi. Ủa, anh nói vậy là sao? Anh nói búp bê á? Cô nghe rồi đấy, chỉ có ma cà rồng. Nhưng tôi sẽ không bỏ rơi bạn thân. Chúng tôi sẽ ở lại đây. Đừng có lo, mình sẽ nghĩ ra cách. Chúng ta sẽ cùng ra khỏi phòng giam. Wow, nhìn đi kìa, cô ấy rất hợp màu đó. Mình luôn muốn có đôi môi căng mọng. Mình thấy thật xinh đẹp. Oh yeah, vị ngon đấy. Cô đang nhìn cái gì vậy? Chuyến này hơi bị kỳ quặc rồi nhỉ? Gì kia? Khoan, mình đã nghĩ ra một ý tưởng. Tin chị đi, chị biết mình đang làm gì mà. Cứ thả lỏng cơ thể cho thoải mái nhé. Trước tiên, chị sẽ tẩy lớp trang điểm cũ. Mình sẽ họa mặt lại từ đầu. Vậy là ok rồi. Giờ chị sẽ cần sáp màu đỏ. Wow, màu rất tươi. Phong cách quá tuyệt. Nhìn em cháy phố lắm. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Chị sẽ cạo hết tóc cho em nhé. Đứng yên nha, chị không muốn xảy ra sự cố đâu. Hãy tạm biệt mái tóc vàng đi nào. Kiểu tóc này cũ rồi. Wow, đầu bóng loáng luôn. Không sao, chị đã có kế hoạch. Mình cần tóc tối màu. Hả, gì thế? Sổ chỉ à? Mà chờ một chút, đây có lẽ là thứ mình cần. Mái tóc đen này rất hợp em đấy. Mình giống hệt nhau này. Tóc dài quá. Gì nữa nhỉ? Để nghĩ xem. Khoan, móng tay. Đúng rồi, chị sẽ làm móng tay cho em thật đẹp. Chúng mình không thể đến salon. Vì vậy mình sẽ dùng súng bắn keo. Không mất nhiều thời gian đâu. Mình kéo các đường keo dài. Mình phun vào đầu ngón tay này. Rồi chờ cho keo khô lại. Mình sẽ cắt phần keo thừa đi. Wow, xinh quá này. Nhưng nó cần một lớp sơn móng tay. Và mình có màu hoàn hảo luôn. Chắc chắn là màu đen. Nó sẽ khiến cho em ngầu bá đạo luôn. Mình cần phải tập trung. Không thể làm hỏng vào lúc này. Mình cảm thấy rất hài lòng. Để nhìn ngắm em một chút nào. Wow, nhìn em đẹp lắm. Chúng mình đã làm rất tốt. Nhưng vẫn chưa ổn lắm. Bộ đồ này không hợp lắm. Nó không thể hiện được phong cách ma cà rồng. Không nhìn nha. Đẹp quá đi mất. Em đang tỏa sáng rực rỡ. Hãy ra khỏi đây thôi. Này, đằng này nè. Chúng tôi muốn đi. Bắt được rồi. Hả? Khoan, lại một ma cà rồng nữa sao? Có vẻ là thật. Ok, mời cô đi. Vừng ơi, mở ra. Biết ngay sẽ thành công mà, tạm biệt. Nhớ tránh xa rắc rối. Và đừng đến gần tỏi nhé. Không ổn chút nào. Chìa khóa đâu? Đâu là mẹo trang điểm hay nhất của bạn? Hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video vui nhộn như thế này nhé. Chẳng gì bằng một buổi spa thư giãn. Thật tuyệt khi chiều chuộng bản thân. Cô hiểu ý tôi mà. Không mãi mà đến hôm nay. Mặt nạ bằng vàng nè. Còn gì tuyệt hơn thế này cơ chứ. Đừng quên với búp bê của tôi nhé. Cực sáng bằng nhựa không tuyệt như bạn nghĩ đâu. Em ấy xứng đáng điều tốt nhất. Đừng ngâm chân à. Mình đã đi dạo suốt cả ngày rồi. Mua sắm cũng nhiều. Oh yeah, ấm thật đấy. Vàng rất có ích với bọng mắt bị sưng. Mình không có bọng mắt. Sang chảnh quá đi thôi. Spa mới tuyệt làm sao. Thế nghĩa là mình có thể rửa chân. Sống phải thế này chứ. Cất dưa chuột để lát nữa ăn. Có chuyện gì? Wow, một bữa tiệc Barbie. Chuẩn không cần chỉnh, chúng mình đã làm được. Tất cả những búp bê nổi tiếng sẽ ở đó. Chúng mình cần chọn một bộ trang phục. Chị thích phần này. Chương trình thời trang. Có món nào em thích không? Không. Em có mua cái này á? Thất bại của thời trang. Ôi, xong rồi nè. Chị thấy thế nào? Hãy thành thật nhé. Wow, nhìn em tuyệt vời lắm. Khoan, có tập Barbie hả? Chắc thư mời của chúng mình bị lạc trong bưu điện rồi. Psst. Mau qua đây đi. Chúng mình chắc chắn có thể đến dự tiệc. Này, tớ đi theo được không? Đi mà, xin gái ơi. Để tớ hỏi Betty đã. Betty, em bảo này, họ muốn đến bữa tiệc cùng chúng mình. Thật sao?
Họ á? Ừ thì chắc là cũng không sao. Chuyện của tớ bảo không sao. Woohoo, cảm ơn nha. Háo hức quá đi mất. Nhưng ăn mặc vậy không ổn. Tụi này còn phải giữ danh tiếng nữa. Ý là trang phục kìa. Chúng mình phải làm gì đó thôi. Khoan, chị biết rồi. Quả bóng bay này sẽ giải quyết vấn đề. Bắt tay vào việc thôi. Khoan, xong rồi. Mọi người thấy sao? Sang chảnh, tươi tắn và quá thích hợp để tiệc tùng. Wow, đẹp quá đi. Tớ có túi xách rất hợp với bộ đồ. Ủa, hình như cuốn của tớ gặm rồi. Đây là túi yêu thích của tớ. Giả vờ như chưa nhìn thấy nhé. Nành nén vô sợ rắc thôi. Không sao đâu, nhưng em sẽ cần phụ kiện. May mà chị có miếng bìa lấp lánh này. Chị sẽ vẽ các đường lên giấy. Giờ thì gấp theo các đường đó, sau đó thì gấp đôi lại. Gấp thêm một đường ở đây nè. Mình sẽ làm tương tự ở mặt đối diện. Gấp các góc nữa nè. Mình muốn tạo hình tam giác nhỏ, thế này thôi. Tiếp theo tờ gấp ở hai bên, rồi tiếp tục gấp đôi tờ giấy. Và gấp ra sau thế này, giống như nghệ thuật origami. Có điều mình không gấp con chim. Vậy là có các nếp gấp. Mình sẽ bắt đầu ghép thành chiếc túi. Bẻ các góc vào trong nè, và gấp phần trên lại. Phần này mới khó nè. Mình cần véo hai bên lại và đẩy chúng vào giữa. Giờ mình sẽ nhấn toàn bộ vào nhau. Sau đó mình cần gấp nắp này như phong thư ấy. Rồi có nắp túi trên này nè. Vậy là xong, một chiếc túi nhỏ xinh. Nhưng mình muốn nó lấp lánh hơn. Ồ, mình sẽ dùng dây xích tạo thành dây đeo chắc chắn. Đẹp quá xá, phụ kiện hoàn hảo cho búp bê. Chỉ muốn khoe với mọi người ngay. Đây là phụ kiện lý tưởng đấy. Nó thực sự làm nổi bật chiếc váy. Lôi cuốn lắm cơ ngà. Có đẹp không hả? Vậy ra là thế à? Cứ chờ mà xem. Đừng vội đắc thắng. Tôi có. Khoan, đây là hộp giày à? Ai quan tâm, mình có thể dùng nó. Mình sẽ biến nó thành một thứ đặc biệt. Mình sẽ sơn một lớp màu đen, rồi chờ cho sơn khô đi. Tiếp theo mình lấy sơn vàng. Mình sẽ chấm vào mặt trên của hộp, tạo thành hoa văn quý phái, rất độc đáo. Bao nhiêu đá quý cũng không đủ. Mình sẽ vẽ trên khắp chiếc hộp. Mình muốn tạo vẻ thanh lịch, nhưng phải đầy ấn tượng cơ. Vậy là được rồi, đẹp quá đi. Mình sẽ lấy giày ra. Mình luồn một quả bóng kim loại vào sợi dây vàng. Và mình sẽ đục một lỗ trên đỉnh hộp. Mình sẽ kéo sợi dây qua lỗ. Chỉ còn thiếu chút tiền mặt thôi. Đẹp muốn xỉu luôn. Em phải xem thứ này. Búp bê nào cũng muốn có nó. Của em đây. Wow, đẹp dã man căn ngang. Chị hiểu em quá. Chuẩn bị xong rồi đấy, đi tiệc thôi. Phew, mệt dã rời. Mệt muốn ná thở. Gì đây? Một món quà từ Ken. Anh ấy thật chu đáo và rất lãng mạn. Bạn trai của tớ mà. Cậu nói gì cơ? Muốn đọ tay với tớ à? Thảo, chết nè. Hãy tránh xa anh Ken. Dừng lại. Có lẽ cậu nói đúng. Rõ ràng là cho tớ. Không, của tớ chứ. Thì... thôi kệ đi, tớ sẽ mở chiếc hộp ra. Rồi sẽ biết nó được tặng cho ai. Wow, u là trời. Đẹp lộng lẫy. Ken có gu đỉnh thần. Đã bảo nó dành cho tụi tớ mà. Làm như tớ quan tâm. Nào hãy lại đây ngồi thử. Nhìn nó cực kỳ êm ái. Trời đất ơi, em luôn muốn có ngai vàng. Ken luôn nói em là nữ hoàng. Hẳn anh ấy luôn nói thật. Ngồi xuống đi. Ồ, trời đã, em sẽ cần cái này. Nó sẽ khiến em nổi bật hơn. Nhìn em thật tuyệt vời. Chị phải ghi lại khoảnh khắc này. Chị có ảnh nền đẹp lắm nè. Chụp ảnh nhé. Cười nào. Tạp chí búp bê sẽ phát cuồng cho mà xem. Em lên ảnh đẹp lắm. Như người mẫu luôn kìa. Cậu đang làm gì thế? Tớ đang tạo nên phép màu. Đúng rồi, giữ dáng đó. Tớ chẳng có thời gian đâu. Wow, tuyệt vời. Nha, em biết. Wow, trời ơi. Mà chờ một chút, hóa ra chiếc ống hút ở đây. Mình cứ đi tìm nó hoài. Mình có thể dùng ống hút nè. Mình sẽ phun keo dọc theo mặt bên của ống hút. Để trống một khoảng nhỏ nè. Sau đó mình gắn một ống hút nữa vào. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có thành quả thế này. Bỏ cái này sang một bên đã. Mình sẽ dán hai ống hút vào nhau kiểu này. Giờ thì làm thêm một cái nữa. Đây sẽ là khung. Mình đặt những ống hút khác lên trên. Chúng tạo thành ghế dài cực kỳ dễ chịu. Mình còn muốn dùng huống chi búp bê. Phải khoe với em ấy ngay. Em ấy chắc chắn sẽ thích. Đúng thứ em đang cần. Hôm nay sẽ vô cùng chill luôn. Mình rất hài lòng với kết quả. Ôi trời. Tuyệt thật đấy.
Woohoo! Ôi, một tấm hành động. Em thấy rất sung luôn. Cao hơn, cao hơn. Wow! Ôi không, mình đã làm gì? Cái ghế, gãy mất rồi. Mình có thể xem cảnh đó cả ngày. Đừng cười nữa. Tin nổi không cơ chứ? Wow, một búp bê mới. Không biết trông nó thế nào nhỉ? Mở xem nào. Wow, cứ như người tương lai vậy. Nhưng nó cần tắm. Mình sẽ nhúng nó vào nước. Mong là nước này đủ ấm. Giờ phép màu sẽ xảy ra. Nước đang dần đổi màu kìa. Mình nhìn thấy gì đó. Chắc là ok rồi. Quả là màn lột rất đỉnh cao. Em đẹp quá đấy mất. Hãy sửa tóc nào. Wow, quá trời lộng lẫy. Mình thích những màu này. Ước gì tóc mình cũng như thế. Nó thật may mắn. Cuộc sống thật tàn bạo. Sao cậu lại khóc thế? Tôi muốn búp bê. Suốt ngày vòi vĩnh. Đây, cầm lấy đi. Wow, hôm nay mình hên ghê. Mà chờ một chút. Phải, tôi quên mất việc đó. Có ở ngay đây này, bắt lấy. Hơi bị kỳ quặc đó nha. Nhưng tớ không chê đâu. Vui ơi là vui quá đi. Hôm nay chơi vui nhỉ. Cậu đã sẵn sàng chưa? Lên đường. Nhanh lên, nhấn ga đi. Tớ chỉ mới bắt đầu thôi. Tớ thích giá luôn có tóc. Bíp bíp. Có chuyện gì trong này vậy? Hình như tớ nuốt phải con bọ. Họ có bằng lái xe không vậy? Ôi không. Cái chậu cây. Xem cậu làm gì kìa. Hai đứa này hư quá. Mau dọn dẹp chỗ này đi. Tụi này không đùa. Chả có gì to tát cả. Các chị đúng là vô lý đùng đùng ấy. Đưa chổi cho em. Úi, nặng dã man. Ai giúp tôi với. Trời ạ, em phải làm gì cơ chứ? Ai có gợi ý gì không? Cách này không ổn đâu. Dừng máy hút bụi đi. Vào việc đi. Chuyện này thật nực cười. Mau làm việc đi. Hình như nó hỏng rồi. Em cũng từng nói thế rồi. Chà, em còn chờ đợi gì nữa. Đừng có nhìn chị như thế. Tụi mình phải nghĩ ra cách khác. Chờ chút. Tớ biết rồi nè. Tớ sẽ cần cây cọ vẽ. Dùng cái này là được. Lông của cọ vẽ rất mềm mại. Phải tách phần tay cầm ra. Có khớp ở giữa nên dễ ợt. Mình sẽ cắt một miếng bìa. Rồi dán nó vào phần cọ. Làm tương tự với bên còn lại nha. Giờ mình cần que kẹo mút nhỏ. Cuốn giấy màu xanh ra ngoài. Siết chặt tay một chút nè. Thế này thôi. Giờ dán lại bằng băng dính. Mình sẽ làm thế ở đỉnh và đáy. Giờ thì gắn phần cọ vào. Vậy là xong rồi. Nhưng mình cần một chiếc gầu hot rác. Mình có giấy bìa màu cam. Mình sẽ cắt thành hai hình. Dùng keo phun vào phần rìa của hình bữa nè. Và dán nó vào mảnh còn lại. Nó cần có tay cầm. Mình sẽ dùng một que kẹo mút nữa. Rồi dán chúng lại với nhau. Xong cả rồi. Đã đến lúc dọn dẹp. Thật sao? Ý hay của cậu đó hả? Chuẩn bị mà há hốc miệng đi. Tớ không làm việc chân tay. Tớ thích dùng thiết bị hơn. Như máy hút bụi tí hơn này. Thật dễ thương. Nó sẽ dọn sạch cái đống này. Wow, rất ấn tượng. Nó là của tớ. Của em đây, làm việc đi. Thật là không công bằng. Em có lái xe đâu. Dọn cho sạch đấy nhé. Láp láp là. Em cầm đi nè. Rồi, cảm ơn. Thôi làm nhanh còn nghỉ. Không thể tin chị bắt búp bê dọn dẹp đấy. Mình vốn đã chẳng muốn động tay vào. Xong rồi ạ. Sạch bong sáng bóng ha. Các em làm tốt lắm. Chị rất tự hào về em. Nhưng đừng nghịch dại lần nữa. Wow, nhìn nè Barbie. Đúng thứ cậu cần luôn ý. Ý là tóc cậu hơi bù xù. Nè tớ biết này. Tự mình còn chơi gì nữa. Cạo luôn cho nhanh. Đính di chuyển sẽ không lâu đâu. Cậu sẽ hợp kiểu đầu đinh đấy. Đừng làm thế. Bỏ cái máy xuống đi. Không đừng đâu bé ơi. Cậu sẽ thích mê đó. Tớ không tin cậu đâu. Wow, đầu cậu sáng như bóng đèn luôn. Mái tóc vàng ống ả của tớ. Tớ sẽ trả thù khi cậu đi ngủ. Sao xong rồi nè. Sao cậu lại làm vậy chứ? Thật lốt hả? Không vui đâu nha. Tiếp theo mình cần một cái kim. Tớ sẽ dùng cái này để làm tóc mới cho cậu. Để kim vào đầu của Barbie nè. Và thế là tóc sẽ được cố định. Nó giống y như tóc nối luôn.
có vẻ ok nè. Tin tớ đi, thể nào cũng xịn lắm. Chắc chắn là không thể tệ bằng một cái đầu cạo được. Cứ làm từ từ là được. Thêm sợi cuối nữa nè. Trông tớ thế nào? Wow, đỉnh của chóp. Nhưng tụi mình cần thêm chút màu mè. Tớ sẽ phết sơn móng tay lên một cái cọ mascara, rồi tô lên tóc của cậu. Wow, màu này hợp với cậu thật ý. Lựa chọn đỉnh chóp. Tớ muốn nhuộm tóc từ lâu rồi, nhưng kèm thích tóc vàng của tớ lắm. Vậy là ok. Tiếp theo mình sẽ thêm phụ kiện. Đầu tiên là khuyên tai nha. Sang dữ. Wow, trông cậu tuyệt thật. Tớ rất thích. Giờ sao nữa? Bộ đồ này nhìn cưng á. Siêu hợp với tóc của cậu luôn. Ôi, tớ thấy hơi bị thời trang ý. Cậu đúng là có gu thời trang xịn sò. Tớ biết người sẽ mê thích nè. Chào anh. Wow, em trông xinh lắm luôn. Hai cậu nhìn cô ta hợp me quá. Tớ xúc động quá à. Hôn đi. Nếu không hôn thì vô duyên lắm. Tớ có bạn trai rồi. Không, tớ chưa đánh răng nữa. Tớ biết mà. Chuẩn bị hôn rồi. Cứ như cổ tích vậy. Ôi trời, cậu có búp bê khác hả? Eo, hôn kìa mày. Sao cứ phá tụi tớ vậy? Tớ có cái này cho cậu nè. Chúc vui. Kinh quá đi. Còn cái tên này. Đánh hay quá. Ý là ngã mất rồi. Woohoo! Cậu bay đi nè. Cao nữa, cao nữa. Vui quá à. Lần nào tớ chơi với cậu đều vui hết á. Lương mình bèo bò thật luôn. Nè nhóc, cháu có hàng này. Thật ạ, của cháu sao? Đợi tớ tí nha Barbie. Không phải vội. Té lại khỏi đây thôi. Không biết cái này là gì nhỉ? Chả có người gửi luôn. Tò mò quá đi. Chà, mở luôn cho nóng. Xin chào. Cái gì vậy trời? Cậu nhìn thấy phải không? Wow, cái gì đây? Tớ là búp bê mới của cậu. Đáng sợ quá. Lạnh hết cả sống lưng. Khoan, kỳ cục thật đấy. Nó lặp lại mọi thứ tớ làm. Chờ chút. Vụ này vui đó nha. Và hơi chán nữa đấy. Ok, khỏe nhiệt hơn nào. Tớ cũng nhảy được này. Xem tớ di chuyển nha. Kệ cậu chứ Barbie. Nhảy tự do. Cơ hội của mình là đây. Không, cậu làm gì thế? Chết này. Này, thôi đi. Không dám nhìn luôn. Tớ mới là kẻ mạnh ở đây. Sao cậu lại làm thế? Nãy giờ là tớ không đấy. Gì? Sao cơ? Quay lại đây. Cái tên này. Cha la 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 la. Wow. Barbie, cậu ổn không? Nãy thì ổn hơn. Mình đừng nói về vụ này nhá. Tớ xin lỗi nha. Để tớ lo sạch cho cậu. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhanh lên nào. Ôi là mỹ. Tụi mình phải nặn chỗ mụn này đã. Wow, nhiều nhân thật đấy. Cục này ta đúng luôn. Khiếp quá. Nhưng lại siêu bánh cuốn. Eo. Tớ phải rửa mặt cho cậu thật là sạch thôi. Không hết luôn đấy. Cảm ơn vì giúp tớ nha bạn hiền. Đây chính là dấu hiệu của một người bạn tốt. Tớ cũng thích làm mà. Sao nữa ta? Biết rồi. Cho mượn kem đánh răng nha. Phết lên mặt cậu nè. Da cậu sẽ sáng rỡ cho xem. Thật à, cảm giác tuyệt quá. Chờ chút. Vị bạc hà. Cậu xứng đáng những điều tuyệt vời nhất. Là vàng sẽ thêm chút long lanh. Cậu chiều hư tớ đấy. Tớ ít khi chăm sóc bản thân lắm. Cảm giác tuyệt lắm luôn ý. Cứ như đi spa vậy. Ít nhất thì mình vẫn còn. Không. Giờ thì kỳ cọ nha. Chờ xíu. Nó sẽ giúp loại bỏ bùn đất. Nhờ quá à. Cậu thấy thế nào? Đúng chỗ ngứa. Tớ thích lắm. Cảm giác thư giãn ghê. Cậu tỏa sáng rồi này. Giờ mình sửa tóc nha. Búi tóc cậu lên nhé. Có gì đó thiêu thiếu. Cho cậu áo choàng mới nha. Ok là. Wow, cảm giác thật là xinh đẹp. Cẩn thận nha bà con. Tớ sẽ đánh cắp trái tim các cậu đấy.
thích bộ đồ này quá. Cậu có gu dã man luôn. Oh my God. Trông cậu sang chảnh ghê, tôi ghen tị rồi đấy. Phải chụp ảnh mới được. Tạo dáng đi. Chuẩn rồi bé ơi. Tụi mình xem lại nha. Wow, phải đăng lên cho mọi người thấy. Wow, quá trời xinh rồi. Không thể nào, nhiều like lắm luôn. Phải quẩy cả đêm dưới phố mới được. Cẩn thận nha Hollywood, tôi đến đây. Mình sẽ thành siêu sao. Giấc mơ của mình thành hiện thực rồi. Chẳng gì có thể cản được mình. Đi ngủ thôi bé. Phải ngủ thì da mới đẹp được nha. Cậu cũng thế, da cậu sạm quá, ngủ ngon nha. Và tớ sẽ dành chút thời gian cho bản thân. Mình muốn xem TV. Hả? Ơi, gì vậy? Chọc vỡ bóng bay bằng cây kim. Wow. Rồi lấy một mảnh vải màu xanh dương và một dải màu vàng. Cắt nó thành hình vương miện nhé. Sau đó thêm chút chi tiết. Như vậy nè. Rồi tớ sẽ lồng nó lên quả bóng. Nhìn chất chơ nhỉ. Wow, thích quá đi. Không biết cậu ta định làm gì nhỉ? Đến lúc bắt đầu rồi. Sẽ hơi đau đấy. Ổn thì áp nha. Chờ chút nào. Và cái đầu mới sẽ vào vị trí. Nâng cấp quá đỉnh luôn. Chờ chút. Tiếng gì thế nhỉ? À! Chuyện gì vậy trời? He he, mong là các cậu thích chương trình này. Nhảy với cậu siêu vui luôn. Cậu giống gia đình của tớ quá. Gia đình. Mình hơi chóng mặt rồi. Chắc mình sẽ nôn mất. À, cố gắng lên nào. À, hai cậu, các cậu có nghĩ như tớ đang nghĩ không? Nghĩa là tớ muốn có em bé. À, tớ đang mang cậu nói vậy luôn. Thế tớ ngồi yên ở đây là được nhỉ? Làm thôi, đặt cậu nằm thoải mái nè. Tớ sẽ thêm đất nặn lên bụng cậu. Giờ mà miếng màng bọc ni lông. Tiếp theo mình cần thêm đất sét. Tớ sẽ dùng keo phủ lên. Phải dày hơn một tí nha. Vậy là đủ rồi đó. Giờ để nó khô nè. Trông xịn quá trời. Đi nào Barbie. Hả? Là em bé sao? Ôi không, hình như vỡ chung rồi. Biến đi, chúng ta sắp hết thời gian rồi. Không ngờ chuyện này lại xảy ra luôn. Hồi hộp quá à. Mình sắp được làm mẹ rồi. Bắt đầu nào. Tiếp tục thở nhé. Cậu nói thì đơn giản thôi. Chuyện gì vậy? Mọi thứ vẫn ổn gái à? Từ từ cái đầu rồi nè. Nó đây rồi. Là một bé trai rất xinh. Chúc mừng cả nhà. Bảnh trai quá. Cái gì? Đâu phải con tôi đâu. Mặt giống cậu lắm luôn đó Barbie. Ờ, chúng ta phải nói chuyện. Em cần giải thích rõ ràng vụ này đấy. Ngại ghê. Thế, tớ phán luôn nha. Được rồi các con, ở nhà ngoan nhé. Bye bye mẹ. Được rồi, mình làm gì bây giờ? Mình vào trong phòng pháo đài ngồi đi. Tuyệt, chị mê chỗ này. Wow, ở trong nhà mà cứ như ở dưới bầu trời sao ấy. Phòng bí mật tuyệt nhất trên đời. Chà, hôm nay cũng mệt ghê. Chỉ muốn ngủ cho đẫy giấc. Hả? Cái gì vậy? Có ánh sáng trong tủ quần áo của mình sao? Chắc không phải. À, có khi mình chỉ tưởng tượng ra thôi. Lại có ánh sáng kìa. Mình biết mà. Mau trốn thôi. Nhận đó là quái vật thì sao? Trời, hình như không có gì đi ra ngoài này cả. Mình cũng chưa từng thấy quái vật ở trong đó. Nhỡ không phải là quái vật mà là thứ gì khác. Ok, dũng cảm lên thôi. Đúng vậy. Hay là bỏ đi nhỉ? Không, mình phải tìm cho ra. Mở cửa này. Hả? Chẳng nhìn thấy gì hết trơn. Chỉ có quần áo như mọi khi thôi. Nhưng chắc chắn là không có ánh sáng. Đâu có tìm thấy gì. Nhưng mà rõ ràng chính mắt mình đã thấy. Mình sẽ kiểm tra kỹ coi sao. Khoan, gì vậy trời? Ủa trời đất, chị ấy đang cầm pizza sao? À, rõ ràng là pizza và nước ngọt. Bà mở tiệc ở trong đây luôn mà. Ai biết. Thôi vào đây ăn pizza với chị đi bé ơi. Ok là chính chị mời em đấy nhá. Wow, phòng bí mật mà đã quá. Chị trang trí đẹp đó nhá. Pizza cũng ngon hết sảy con bà bảy. Đỉnh quá.
Vậy là từ nay cưng biết phòng bí mật của chị rồi. Dù quá đã. Ồ, dạo này gần đây chị mê cô này lắm luôn. Tóc đẹp dã man. Hứ, từ từ đã, chị có nhìn thấy gì đằng kia không? Không, chị có thấy gì đâu. À mà đấy, chị đang nói tóc cô ấy đúng là không thật đấy má ơi. Nhìn đằng kia kìa, chị không thấy à? Hình như có người ở bên ngoài cửa đấy. Ôi trời ơi, ai mà trông kinh vậy, sợ chết mất. Ôi không, hình như người đó đang cố vào trong này. Mình chuồn ra khỏi đây thôi, mau mau tìm chỗ trốn đi. Vâng, nhưng ở đâu? Hay là đằng sau cái cây? Cây á? Sợ quá, bị khờ à em? Mình phải trốn vào đường thông gió. Trên đó thì làm sao mà tìm được ống thông gió? Ôi phải phải, đúng rồi, mình lên đó đi. Chị nghĩ là hắn có nghe thấy chị em mình bỏ ở trên này không? Này, nép sang đi. Hai đứa làm sao mà chui qua cái góc này? Chẳng ăn thua gì, chị em mình phải đi cùng nhau thế này nè. Ơ, à, mày ngang đường chị. Nào, cho chị đi trước. Đừng có tóm đầu chị, mày làm chị bực rồi đấy. Dừng lại. Nhìn kìa, đây là nhà bếp. Từ từ xem dưới đó có gì không. Kìa, cái tên đột nhập đấy. Nhưng chị chỉ nhìn thấy bóng thôi. Chán, vẫn chẳng biết hắn là ai cả. Hôm nay ngoài trời lạnh ghê, may mà mình có mà áo len. Như chị nghe thấy tiếng người, để chị nghe. Ủa em mất trí rồi hả? Hả? Mình mới nghe thấy tiếng hát thôi. Là mẹ, mẹ thấy mình rồi. Pow, pow, ha, chết nè. Mình chơi cấp độ này quá là cháy luôn. Này, không làm gì thì gọt rau củ giùm mẹ đi. Ơ, à, con đang chơi mà, con ghét gọt củ lắm mẹ ơi. Lại còn rõ là to nữa chứ. Mẹ phải biết rồi ạ, con đang bận chơi game mà. Làm đi cô nương, đừng có kêu ca. Mẹ suốt ngày bắt mình làm cái này cái kia, mình ghét hành tây. Làm nhanh nhẩu cho mẹ nhé Jennifer, mẹ sắp nấu rồi đấy. Cần gì thì gọi nhé, mẹ ở bên này thôi. Xong, mẹ ơi, con gọt xong hết rồi đấy nhá. Giờ thì cuối cùng cũng được chơi game tiếp. Từ từ đã con yêu, mẹ làm bữa trưa cho con nè. Sao con không nghỉ một lát rồi ăn sandwich đi? Con gọt củ cũng có tay nghề phết. Cảm ơn con nhiều nha. Rồi lại còn phải ăn nữa. Chán muốn xỉu. Thôi mẹ còn là sandwich, đúng món tủ luôn. Game cuối, sao? Mẹ đang làm gì vậy ta? À vâng, em chờ chị gọi nãy giờ. Con ơi, mẹ ở ngay đây thôi. Tiệt, mẹ lại có cơ hội chơi game rồi nè. Uống ngụm nước cam đã rồi chiến tiếp. Ủa, mà chờ chút, dưới bồn rửa có cái tủ chạy. Mình nghĩ giấy cực hay luôn. Đó, giờ thì mình có phòng bí mật thoải mái và mẹ sẽ không thể tìm ra mình. Cảm ơn, bye. Ok, rửa bát nó nào. Có tiếng gì vậy ta? Tiếng đó từ bồn rửa sao? Hay là đường ống hỏng? Không. Ủa chết, mình ồn ào quá mà. Phải thật im lặng mới được. Hả, hết rồi. Đúng là mình toàn là bò trắng răng. Thôi rửa mấy cái bát mà mãi chưa xong. Bát có tự sạch được đâu. Mà nhà này có ai chịu động tay vào bát đũa đâu cơ chứ. Chán lắm. Yes, lại không phát hiện ra là mình ở dưới này. Chơi game tiếp nào. Tớ thích tập đó lắm Luna. Trang phục của ai cũng dễ thương hết sức. Luna, xin chào. Về trái đất đi. Cô đang nhìn gì vậy? À, hiểu rồi nha. Đúng là tóc của anh ấy đẹp thật. Anh ấy đến kìa. Luna hoàn toàn bị hút hồn rồi. Cậu mẹ ảnh đứ đừ đừ rời gái ơi. Gì? Shhh, tém tém lại không cả trường biết bây giờ. Ôi giời ơi, sợ cái gì hả gái ơi? Mạnh mẽ lên chứ. Mà tớ có thứ sẽ giúp tớ giúp cậu trong chuyện này. Thẻ tín dụng của cậu. Nhưng cậu sẽ làm gì với nó cơ? Rồi sẽ biết, để tớ làm phép cho mà coi. Yes, hiệu quả nè. Chào. Ôi trời đất ơi, mình có khách hàng rồi. Xin thứ lỗi ạ. Ok, giờ tôi đã sẵn sàng để nói chuyện với các đấng tối cao. Tuyệt, Luna cần một quẻ vì cậu ấy đang thích một anh chàng. Cho chị ấy xem bức ảnh mà lúc nào cậu cũng mang theo đi. À phải, tình yêu tuổi trẻ. Nào lại đây, đưa bức ảnh cho tôi. Nhanh nhẩu đi, đưa cho chị ấy. Tôi cần ảnh để đọc bài. À, rồi, đã hiểu. Nhìn đẹp trai thế này cơ mà. Tôi sẽ bắt tay vào việc và hỏi ý kiến lá bài. Các linh hồn sẽ giúp tôi xác định tương lai cho bạn. Để xem chuyện này sẽ đến đâu nhé. Hồi hộp quá đi mất, chị ấy là thầy giỏi đấy. Được rồi, để xem các lá bài nói gì nào. Thú vị đấy, lá bài cuối này. Ôi trời chà, đường tình duyên của em thuận lợi đấy. Lá bài này cho thấy sự lãng mạn và tình duyên của em. Ôi, thân nổi không bạn ơi, mau lại nói chuyện với ảnh đi. Này, anh ở ngay kia kìa. Thôi nào, dũng cảm lên. Thôi được rồi, cậu nói đúng, tớ đi nè. Chào anh,
em rất thích áo len của anh. Lạ thật đấy, anh cũng đang nghĩ là áo len của em rất hợp thời trang. Tôi đã nói gì nào? Úi chết, mọi chuyện trong này vẫn ổn, đừng lo nhá. Em nè, chị nè, em nè, chị. Em thắng. Em đùa chị đấy hả? À, rồi, đi trốn đi, chị đang đếm nhé. 1, 2, 3, 4. Ok, mình phải trốn ở nơi chị không bao giờ tìm. Xem nào, ồ đúng rồi, mình sẽ trốn bên dưới cái sofa. 8, 9, 10. Xem nào, con bé trốn ở đâu được nhỉ? Ồ, trời ạ, sao chị tìm rất nhanh vậy? Thì ai bảo em trốn ở đấy? Chị quay một vòng là thấy em rồi. Ok, em nè, chị nè, em nè, chị. Em lại được trốn rồi. À, tất nhiên rồi. Có lẽ lần này mình sẽ phải cố gắng không tìm ra. 9, 10, ok, chị đi tìm đấy nhé. Hay là kiểm tra trong này nhỉ? Chuẩn, chị đã nghĩ là trong này mà. Hả, chị thấy em trong vòng một nốt nhạc. Thấy rồi, có vẻ em chơi trò này không giỏi lắm nhỉ. Lần nào chị cũng tìm được. Phải có chỗ thật khó kiếm ở trong nhà chứ. Hay là ra ngoài xem có gì rồng được không ta? Coi nào, có gì ổn không nhỉ? Bìa cốc tông này, thùng rác này, hộp thư này. Mình nghĩ ra một ý cực hay. 9, 10, được rồi, chị lại bắt đầu đi tìm nè. Cứ tưởng con bé sẽ lại trốn vào đây. Bim bim ngon xỉu, mặn mặn bánh cuốn vết. Khoan, là chị sao? Không, chắc không có gì đâu. Cũng không có sao rèm cửa. Con bé thông minh hơn rồi đó. Mình chơi cấp độ này hoài mà chưa có được. Con bé đâu nhỉ? Lần này khó rồi nha. Em đâu rồi? Tìm khắp nơi rồi không thấy. Hay nó ra ngoài nhỉ? Mà chờ chút, cái gì kia? Chà, ngoài này cũng không có luôn. Con bé làm khó mình quá. Đã bao lâu rồi nhỉ? Khoan, mình không có đồng hồ. Không thể tin được là con bé vượt mặt mình trong trò trốn tìm. Luna, em ở đâu? Leo leo. Nhìn mà chị lúc nãy hài dã man. Em thắng. Nhưng vào đây. Ôi trời ơi, tại em dựng thứ đó chị mới không thấy. Nếu không thì còn mơ đi nhé. Nhưng nào, đoán xem liệu là hồng hay xanh lá đây. Xem nhé, đã đến lúc tìm ra sự thật. Màu hồng, tuyệt vời. Màu này đẹp xuất sắc luôn. Minh Đan đỉnh quá. Gì vậy trời? Chị đang cố gắng ngủ đấy. Đang vui mà giờ thành bực rồi. Sao chị cứ phải gào lên thế? Mày vừa ném con bạch tuộc vào chị đấy à? Thôi xác định đi. Kiểu này mày không còn đường thoát đâu. Thế à? Thế chị định làm cái gì? Chiến thôi. Lại đây, chiến đấu đi. Mình cần vũ khí. Mày tưởng phao ống mà có cửa ăn chị á? Mơ đi. Chị sai rồi, em đang tấn công đây. Siêu mạnh nhá. Chết nè, chết nè. Thấy sao hả? Bỏ cuộc đi. Có mỗi cái phao ống mà đánh khỏe thế không biết. Này, còn cái này thì sao? Đánh nhau bằng gối, có sợ chứ hả? Gối giữa hấu của em chắc chắn sẽ hạ gục chị. Thế á? Chiến đi. Hết cả hơi luôn rồi. Mệt xỉu. Không. Có phải chị thua rồi? Chị thua rồi. Đã bảo là em sẽ cho chị biết mặt mà. Mà còn chưa xong đâu. Khoan, mày đang làm gì đấy? Chị hỏi cục slime trên tay em đấy á. Ăn trưởng này, bom slime. Trời, trượt rồi. Úi da. Mày vừa ném slime vào chị hả? Trời ơi, dính đầy tường rồi. Thôi toi rồi, có gỡ cái của nợ này ra được không ta? Thì chắc được. Hoặc là không. Ôi trời đất ạ. Nó kéo cả giấy dán tường ra rồi. Không biết băng dính có ổn không? Hay là keo? Trông mà thấy ghê ấy. Ôi cũng phải, vừa xấu vừa lộ rõ ra thế kia mà. Khoan, cái phao ống. Hãy nhìn cái vòng phao ống tuyệt đẹp này đi. Giờ thì thêm dây đèn LED vào nhé. Luồn vào trong phao ống luôn. Chúng ta cắt đôi cái ống ra để tạo hình cầu vồng cân đối. Giờ thì ghép cầu vồng lại với nhau nè. Tiếp theo, chúng ta thêm bông để tạo mây nữa. Vừa rực rỡ vừa mê mịn. Ôi trời ơi, nhìn kìa. Hai đứa cùng nhau làm đấy hả? Các con làm mẹ vui lắm. Ôi trời đất ơi, trên tường có cầu vồng đẹp chứ kìa. Các con mẹ thông minh quá. Chuyện này cũng hay đấy chứ. Để lật sang trang nhé. Chúng ta đều rất ngầu đấy.
Được rồi, Lợn Hồng, chào lên xe tải nào. Ờ, con bé thật dễ thương lúc chơi với đồ chơi. Bíp bíp, cho chúng tôi qua nào. Đi nào em bé và thả con. Vrrm. Au, au, à. Ôi trời đất ơi, sao thế? Sao con lại khóc vậy? Thôi ngoan nào, nói cho mẹ nghe xem có chuyện gì. Ôi trời đất, con đỡ đau không con? Khổ thân con gái cưng của mẹ, phải có cách nào làm giảm sưng chứ. Chờ một chút, mình đã có cách giúp bé con rồi. Ngồi im đây nha, mẹ có kế hoạch này. Vâng, alo, bên bạn có thể ra hôm nay không? Được à, chào chị là người đàn hai cái thở mà. Tôi sẽ chạy ngay đây nhé. Yay, vui quá đi. Vroom, xe tải đây. Ồ, nhìn con bé bò lồm ngổm kìa, cưng quá đi mất. Hả? Chị gì ơi? Wow, chị đang ở tầng mây nào đấy? Mong chị thanh toán cho. À, phải, đúng rồi, thanh toán. Của cậu đây, chỗ này chắc đủ rồi ha. Khoan, chị trả thiếu rồi, cái thảm này là 100 đô. À, thấy rồi. Chúng tôi là ngoại lệ được không? Chán, không có tiền là thế đấy. Con tôi nhìn thấy thương chứ kìa. Mà chờ chút, mình nhìn thấy giải pháp rồi. Được rồi, cho mẹ mượn phao ống nào. Chúng ta có việc cần làm. Mình sẽ dùng dao cắt dọc phao ống ở chính giữa như thế này. Mình muốn cắt thật thẳng làm hai nửa. Được rồi đó, giờ mình có thể tách hai nửa ra và úp xuống. Chúng ta sẽ cắt ở đây nhé, ở các đầu. Nhớ là cắt cả hai nửa của phao ống nha. Tốt rồi, cắt thêm vài đường ở đây nữa nè. Cứ cắt các miếng phao ống bằng nhau là ok là. Trông cũng dây gì vào này nọ đấy. Mình sẽ xếp chúng lại. Hãy để lệch như thế này cho các cục xen kẽ nhau. Và xong rồi. Con yêu, mẹ làm cái này cho con nè. Chắc chắn con sẽ mê nó cho mà xem. Mẹ làm gì cho con ạ? Wow, thích quá mẹ ơi. Lại đây gấu và thỏ, chúng ta chơi nào. Mẹ ơi, mẹ là số 1. Đã đến lúc hát bài hát của mình rồi gấu. Kỳ thì không hát nhé. Đã đến giờ dậy rồi hả trời? Ôi trời ơi, quá giờ từ lâu rồi. Mình sẽ trễ mất thôi. Tránh đường đi. Khỏi nghĩ đi, cứ vớ tạm cái gì mặc là được. Được, ok đấy, cởi áo choàng ra và mặc đồ xinh vào. Ok ok, trang điểm, chải tóc. Thôi cứ xõa ra vậy, vẫn xinh mà. Giờ thì đến phấn phủ. Tốt, thế đủ rồi, chỉ cần đeo trang sức nữa thôi. Chưa chuẩn bị xong hết nhưng mà đã xinh rồi. Khoan, mình vẫn chưa đi giày, không ổn chút nào. Sao ngăn kéo lại bừa bộn vậy trời? Bị tất màu cam này, hợp với màu áo nè. Ok, rất là thời trang đấy, chỉ cần tìm nốt chiếc kia thôi. Không, không đúng rồi, màu đỏ, xanh, vàng, lại xanh nữa. Đâu rồi hả trời, tôi cần bí tất màu cam cơ. Chắc chắn là phải ở trong này. Sao mình có nhiều tất thế này, toàn cọc cạch chứ. Sao thế này, còn mỗi một chiếc trong này. Thôi, đành đi tạm chứ biết sao giờ. Nhìn có chán không cơ chứ. Lúc nào cậu muộn rồi để mình chờ dài cổ. Sao cậu lề mề thế hả? Tôi có chút vấn đề. Vấn đề biết tất. Vấn đề biết tất là cái của nợ gì? Hiểu rồi. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu xử lý. Vào trong đi. Ok, chúng ta sẽ cần một giải vải nỉ. Và tất nhiên chiếc súng bắn keo đa năng. Tôi sẽ cần phun vài đường ở rìa và cả ở giữa nữa. Ba đường keo chắc là đủ rồi đấy. Và rồi tớ sẽ đặt miếng vải nỉ lên trên, thêm keo nữa nha. Hai đường là được rồi. Và trở lại với vải nỉ xanh, tớ sẽ thêm nhiều lớp vải nỉ nữa, nhưng với nhiều màu khác nhau. Giờ thì kéo các lớp ra và ta-da! Nhìn này. Và chỉ thế thôi, biết tất đã được sắp xếp gọn gàng. Cậu không phải lo lạc mất một chiếc nữa đâu. Tuyệt, cậu là nhất. Để tớ đeo tất vào nào. Cảm ơn cậu nhiều, cậu đúng là bạn thân của tớ. Đi thôi. Giờ thì nhớ gọi mẹ thường xuyên đây nhé. Và quan trọng nhất là con phải thường xuyên tưới nước cho cây. Cầm lấy cái này và bình tưới nước này. Chăm cẩn thận nha. Ok, sẽ nhớ con lắm. Mẹ yêu bé nhiều. Bye con. Trời, mình kết phải chăm sóc cây. Chà, thôi đi với chị nào cây ơi đi nhé. Chả hiểu sao mẹ quan tâm tới cái cây nhiều đến vậy. Đó. Cuối cùng cũng được thỏa thích chơi guitar to tùy. Mẹ đi công tác, con ở nhà một mình, thật vui. Chuẩn rồi đấy, rock nổi lên nào. Chơi game một tí nào. Giờ tôi chỉ muốn đánh một giấc dài. Tập thể dục buổi sáng khỏe cả người, năng động cả ngày. Xuất sắc, và giờ thì đi học thôi. Phải làm xong bài tập về nhà ngay lập tức, như vậy mình đỡ phải lo thấp thỏm. Đuổi lũ khủng long đi. Trễ giờ học mất rồi, phải chạy nhanh thôi.
Thật lòng là trò này càng chơi càng chán hòm. Thôi thôi, chả thèm chơi nữa. Cảm giác như mình đã quên gì đó. Chờ một chút, ngày nào rồi? Hôm nay mẹ sẽ về nhà. Ôi không, đúng là mình đã quên bẵng đi mất. Nhìn khủng khiếp quá, phải làm sao bây giờ? Tốt, hay là mình cứ thử tưới xem có cải thiện được gì không? Trong này còn chẳng có nước. Chán mình thật. Hay là mình tưới bằng nước ngọt? Có ổn không nhỉ? Không, đừng chơi dại mà, có khi còn làm nó tệ hơn ấy. Ô này, hay là dùng cái bình nhỉ? Xịt xem nào. Cây ơi, mau xanh trở lại đi. Có được không vậy? Chẳng ăn thua gì. Này, đợi một chút. Hay là mình dùng cái đó nhỉ? Ok, mình sẽ úp ngược cái chậu xuống. Và rồi đổ sơn trắng rồi sơn cam vào đây. Tiếp theo, xanh dương rồi hồng. Và cuối cùng là màu vàng cho nó rực rỡ. Và mình sẽ đổ sơn lên trên chậu. Nhưng hãy cẩn thận nhé. Nhìn kìa, màu hồng chảy nhiều hơn rồi này. Và giờ tới màu xanh dương và cả xanh lá nữa. Chuẩn rồi đấy, có đủ các màu luôn. Đợi cho sơn khô lại là ok. Tiếp theo lấy vào ống nhé. Và cả một con dao để cắt nó. Đó, mình tạo các khía và cắt tỉa cho giống cây xương rồng nào. Tỉa xong trông cũng giống cây thật phết đấy chứ. Được rồi, có hình rồi. Tô sơn thôi nào. Sơn màu xanh lá cây này sẽ giúp cho cây trở nên sống động. Wow, nhìn được phải chứ. Thì mình sẽ thêm vài chấm vàng. Và rồi để cho nó giống y như thật, ta thêm gai nè. Cắm thẳng vào phần chấm vàng. Nhìn đẹp quá. Xong rồi, mình sẽ xiên cọc vàng và cắm thẳng vào chậu. Mẹ ơi, mẹ về con vui quá. Mẹ đi có vui không ạ? Có chứ, nhưng mẹ nhớ con lắm. Con thì sao? Con ổn ạ, con đã tưới cây như mẹ dặn đó. Wow, con gái mẹ khéo quá ta. Nhưng mẹ đâu có bảo con trông xương rồng đâu nhỉ. Nhưng mà đẹp lắm. Mẹ biết con mà, con chăm sóc cây cũng khéo lắm. May mà con này thế. Vì mẹ có quà cho bé nè. Một cái cây nhỏ con. Con cảm ơn.